Rồi xin kính chào bà con đã đến với kênh chia sẻ nhịp sống và đường sáng miền Tây. Hôm nay mình sẽ cùng với bà con đi đến tuyến đường Bùi Mũi Né, là điểm xuất phát của chúng ta là từ cái đoạn là chợ Bình Hải. Điểm của chúng ta sẽ là cầu Bình Hải 2, đường Võ Văn Kiệt. Đây là đường Bùi Mũi Né thuộc phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ nha bà con. Thì đây, ở đây là khu vực chợ Bình Thủy nè. Thì bên tay phải của chúng ta là có trường tiểu học, rồi trường trung học Bình Thủy nè các bạn. Đây là chợ Bình Thủy ha. Thank you.
thì cạn hai mắt một cái hình thôi, còn nếu mà bạn ra tay thì lên trên đầu gió một kẹt chạy xuống lên mắt một kẹt. Rồi đến cuối có động ở đường I don't know.